Rồi, đối với cái câu đầu tiên á, thì công việc đầu tiên của mình sẽ đưa nó về dạng bậc thang ha. Đó thì ở đây nó nói là tìm M để hạng của ma trận khác ba, đúng không? Thì như vậy ở đây muốn nó khác ba thì nó sẽ là bằng 2 thôi ha. Thì ở đây mình sẽ cho cái này bằng bằng 0 nè. Bằng 0 thì mình sẽ có được M bằng M là bằng trừ 2 ha. Rồi. Câu số 2 thì mình gần bấm máy tính thôi. Mình sẽ tạo cái ma trận A nè, hai hàng hai cột ha, mình nhập vào. Đó, thì ở đây mình thấy nó có số 5 thì số 5 ở đây nó sẽ là ma trận đơn vị ha. Ma trận đơn vị bậc 2. Rồi, thì mình sẽ tìm được cái FA của mình ở đây và tính depth. Thì đây nó là 20 ha, mình có là depth của A thì cũng sẽ bằng với lại depth của A chuyển vị ha. Đó, thì như vậy ở đây đáp án của mình nó là 20. Rồi, đối với cái câu 3 này á, thì đầu tiên là mình sẽ phá cái này ra trước ha. Mình sẽ có là depth của 3A về mũ trừ 1 thì nó sẽ bằng là 3, ở đây phải mũ 3 ha, tại vì cái này nó là A và B, nó là ma trận vuông cấp 3 nè. Đó, nhân với lại định thức của A nhân với lại 1 trên B. Đó thì cái B này người ta cho số rồi thì mình sẽ có được B là bằng 27 ha. 27 thì như vậy cái này 3 mũ 3 nó cũng là 27 nè, nó sẽ rút gọn đi. Nó chỉ còn lại là depth của A thôi. Và depth của A phải bằng 3. Thì như vậy bây giờ mình phải tính được cái định thức của A. Ở đây mình thấy là nó có số 0 ở cái cột này nè. Hoặc là cái hàng này thì mình sẽ chọn cái cột này, mình đưa về 0 để tính cho nó dễ ha. Rồi. Ở trên thì mình sẽ lấy cột 1 cộng với lại là hai lần cột 2 ha, để cho tức là mình sẽ giữ nguyên cái hàng ở trên rồi mình cộng với hai lần hàng thứ hai để cho cái định thức của mình nó không bị thay đổi ha. Thì mình sẽ có là trừ 3, 3, 0. Đó, thì bây giờ tính định thức thì mình sẽ lấy cái số trừ 1 nè, nhân với lại là trừ 1 mũ, ở đây là hàng 2 cột 3 ha, như vậy là 2 cộng 3 nè. Và định thức của nó, mình sẽ bỏ cái này đi. Và cái này nó sẽ là 3M ha, trừ 6 thì nó phải bằng 3 ha. Đó, đây, định thức của A thì nó bằng cái này và nó phải bằng 3. Như vậy thì mình sẽ giải nó ra và mình tìm được M là bằng trừ 3 ha. Rồi. Rồi, câu số 4.
nó cho x y z là tập sinh của không gian vector v, thì khẳng định nào sau đây luôn đúng? Như vậy thì nó là tập sinh đúng không? Thì mình chưa biết là thằng nào nó sẽ độc lập tuyến tính với thằng nào phụ thuộc tuyến tính thằng nào. Cho nên đây mình nhìn câu A, nó nói là x, y và 2y sinh ra v. Thì câu này chưa chắc nó đúng ha. Câu này chưa chắc nó đúng. Tại vì người ta nói là gì? Người ta nói nó là tập sinh thôi, và mình chưa biết số chiều của cái không gian này. Đó, thì như vậy mình chưa có khẳng định được là thằng Z nó có độc lập tuyến tính với hai thằng này hay không. Nên không thể khẳng định được là x, y và 2y nó sinh ra v ha. Mình không kết luận được. Rồi, x trừ z thì không thuộc vào v. Mình thấy rõ ràng ở đây á, x trừ z nó chính là một cái tổ hợp tuyến tính ha. Và tổ hợp tuyến tính thì rõ ràng là nó phải thuộc vào cái v này. Đó, rồi câu D thì nó nói là số chiều của v bằng 3. Nhưng mà ở đây nó chỉ cho x, y, z là tập sinh thôi, nhưng mà chưa cho số chiều, cho nên mình không biết được. Nên câu này mình cũng không chọn được luôn. Vậy thì đáp án của câu này là câu C ha. Rồi, câu số 5. Mình có câu số 5 thì cho x, y, z là cơ sở. Thì cái này nó khá giống với câu 4 nè. Nhưng mà ở đây á, nó cho E là cơ sở rồi ha. Có nghĩa là dim, mình sẽ khẳng định được là dim của E bằng 3 ha. Và ba cái vector x, y, z này nó độc lập tuyến tính với nhau. Đó, thì ở đây x, y, z, x là tổ hợp tuyến tính của y, z, thì câu này sai. X, y và z sinh ra v, câu này đúng nè. Rồi, câu D thì nó nói là hạng của thằng này bằng 3, thì không phải ha. Hạng của E á, nó phải chứa ba cái vector x, y, z này á, thì hạng nó mới bằng 3 được. Còn ở đây x với y thôi, y với 2y này thực ra nó là một vector nè. Cho nên cái này hạng của nó chỉ bằng 2 thôi ha, không thể nào mà bằng 3 được. Đó. Rồi câu số 7 thì nó nói là cho không gian vector có số chiều bằng 3 ha. Như vậy tức là dim của V bằng 3. Biết x, y độc lập tuyến tính và z không là tổ hợp tuyến tính của x, y. Như vậy thì mình biết là ba thằng x, y và z nó độc lập tuyến tính với nhau. Nó độc lập tuyến tính với nhau. Thì khẳng định nào sau đây là đúng? Thì x, 2y và 3z không sinh ra V, thì câu này sai. Rõ ràng là ba thằng này độc lập tuyến tính với nhau nè. Cho nên là nó sẽ sinh ra V ha. Tại vì V có số chiều bằng 3 nè. Đó, thì nó sẽ sinh ra V. Rồi, câu B, x cộng 3 cho ba cái vector này phụ thuộc tuyến tính. Rồi, thì bây giờ mình muốn kiểm tra nó là nó cho những cái vector như thế này, mình muốn kiểm tra nó là phụ thuộc hay độc lập, thì mình sẽ viết nó dưới dạng tọa độ ha. Tức là mình sẽ viết nó dưới dạng tọa độ trong cơ sở x, y, z. Đây, nó sẽ là 1 0, 1 nè. Đây là 2, 1, 0. Đây là âm 1, 2, âm 5. Đó thì mình sẽ đưa về dạng bậc thang ha. Đó thì mình rõ ràng thấy là cái hàng 2 nó, cái hàng 3 với hàng 2 nó tỷ lệ với nhau nè. Cho nên thằng này hạng của nó chỉ bằng 2 thôi ha. Hạng của nó chỉ bằng 2 thôi. Như vậy thì nó phụ thuộc tuyến tính. Như vậy là khẳng định này nó đúng ha. Nó đúng. Rồi. Tới cái ý C á, nó nói là V được sinh bởi x, z và x trừ 2z, và nó không có cái vector y ha. Mà hồi nãy mình đã nói là gì, x, y, z nó độc lập tuyến tính với nhau, và nó không có cái vector y. Thì như vậy là câu C sai. Câu D thì nó nói thằng này là tập sinh của V. Thì mình thấy á, x cộng y á, và trừ x trừ y á, thật ra hai thằng này nó là một vector, đúng không? Mình lấy âm 1 mình nhân vô thằng x cộng y thì nó sẽ thành thằng trừ x trừ y ha. Như vậy thì nó không thể nào nó sinh ra V được. Đó, như vậy thì câu D nó sai ha. Rồi, rồi
Cái câu số 8 thì nó nói là để hệ có nghiệm đúng không? Thì mình sẽ viết cái ma trận ha, cái ma trận mở rộng của nó ra. Rồi, và mình sẽ đưa về dạng bậc thang ha. Rồi, thì ở đây mình có cái dạng bậc thang của nó là như thế này. Và cái đề nó sẽ hỏi mình là tìm tất cả M thuộc R để cho cái hệ này có nghiệm. Thì cái hệ này nó sẽ có nghiệm khi mà hạn của A ha, bằng với lại là hạn của ma trận mở rộng ha. Đó, tức là cái phần này là ma trận A nè. Đó, thì hạn của A nó phải bằng với hạn của ma trận mở rộng. Thì mình có là ở đây á, khi mà mình thấy nè, ở đây cái này á nó bằng 0 khi mà M nó bằng âm 14 đúng không? Và khi M bằng âm 14 á, thì thằng này cũng bằng 0 luôn. Như vậy là hai hạn thằng này bằng nhau và cùng bằng 2 nè. Đó, còn nếu như M mà khác âm 14 thì thằng này khác 0, thằng này cũng khác 0. Như vậy thì khi đó là hai cái hạng nó bằng nhau. Và khi đó là hai hạng bằng nhau và bằng 3 ha. Như vậy thì nó vẫn sẽ có nghiệm ha. Nó vẫn sẽ có nghiệm. Như vậy thì ở đây á, là với mọi M ha. Tức là M bằng âm 14 hoặc M khác âm 14 nó sẽ đều cho nghiệm hết. Với M bằng âm 14 á, thì hạng nó bằng 2 thì hệ sẽ có vô số nghiệm ha. Còn M khác âm 14 thì hạng của nó bằng 3 và hệ có nghiệm duy nhất. Đó, thì câu 8 đáp án nó sẽ là A. Rồi câu 9 thì nó kêu là tính cái định thức này nó bằng 0 đúng không? Thì để tính định thức cho đơn giản á, thì mình sẽ tìm một hàng hoặc là một cột nó có hai số 0 ha. Thì ở đây mình sẽ chọn cái cột này đi. Rồi, mình sẽ tính nó là mình giữ nguyên cột này, giữ nguyên cái hàng này ha. Mình sẽ lấy hàng 2 cộng hàng 3 nè. À, hàng 2 cộng hàng 1 nè. Đó, rồi. Rồi, bây giờ tính định thức á, thì mình sẽ lấy cái số trừ 1 này ha. Nhân với lại trừ 1. Ở đây là hàng 1 cột 2. Rồi, thì mình sẽ bỏ cái này đi. Như vậy mình có là ở trong là trừ 2x, trừ đi 2x bình ha. Và nó phải bằng 0 đúng không? Nó phải bằng 0. Thì ở đây muốn bằng 0 á, thì cái vế này nó phải bằng 0. Đó, và nó bằng 0 thì nó sẽ có hai nghiệm. Đó là x bằng 0 và x bằng âm 1 ha. Âm 1, như vậy nó hỏi là tìm số nghiệm phân biệt. Như vậy là ở đây có hai nghiệm phân biệt. Đáp án là D ha. Câu số 11 thì đầu tiên để nó là muốn tìm vector x là tổ hợp tuyến tính của M thì nó mình sẽ tìm cái bộ số A ha. Đây nhân với A nè, nhân với B, nhân với C, cộng lại để cho nó ra được cái này đúng không? Thì nó sẽ là A cộng 3B cộng 2C bằng 1 nè.
2a cộng 5b cộng 3c bằng m, và a cộng 2b cộng c bằng 0 ha. Rồi thì mình sẽ viết lại cái này dưới dạng ma trận. Đó, và nó nói là gì? Để nó là tổ hợp tuyến tính á, thì cái hệ này nè, một á, là nó phải có nghiệm duy nhất, hai là nó có vô số nghiệm ha. Như vậy thì mình bây giờ mình sẽ đưa nó về dạng bậc thang. Đó thì ở đây mình thấy á, ở đây cái hạng của cái ma trận ở trong á là nó luôn luôn bằng 2 rồi nè, luôn luôn bằng 2. Đó, nếu như mà cái m này nó khác 1 á thì hai cái hạng của ma trận A với lại hạng của ma trận mở rộng nó sẽ khác nhau, đúng không? Nó sẽ khác nhau. Như vậy là mình sẽ muốn cho hai cái này bằng nhau, cái hạng này nó phải hai hạng của hai hạng này bằng nhau, đúng không, thì nó mới có nghiệm được. Như vậy thì khi đó là m sẽ bằng 1 ha. Đó, với m bằng 1 á thì cái hạng của a nó cũng bằng với lại hạng của ma trận mở rộng ha. Đó, cùng bằng 2 hết, thì như vậy là khi đó nó sẽ có vô số nghiệm. Đó, và để nó là tổ hợp tuyến tính thì như vậy thì ở đây là m phải bằng 1 ha. Rồi, câu số 12 thì mình chỉ cần vẽ hình nó ra thôi là mình sẽ thấy. Đây là trục số thực ha, đây là trục số ảo nè. Thì mình có z trừ 1 bằng 1 á, thì đây là nó, z nó sẽ thuộc đường tròn tâm là 1, 0 ha, 1, 0, và bán kính là bằng 1. Còn ở đây á, với cái phương trình số 2 thì z nó sẽ thuộc đường tròn tâm là 2 âm 1 ha, 2 âm 1, và bán kính bằng 1 luôn. Đó, và mình vẽ hình ra thì mình sẽ thấy nó có giao điểm thứ nhất là ở đây nè, giao điểm thứ hai ở đây. Như vậy thì câu 12 đáp án của mình sẽ là câu B ha. Rồi, câu 13 thì nó cho tọa độ của vector x trong cơ sở này, biết vector x có tọa độ này là 1, 0, 1, đúng không, thì mình sẽ viết cái cơ sở này ra ha, dưới dạng tọa độ á. Nè các bạn, các bạn cứ tưởng tượng u v w nó giống như là ba cái vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 và 0, 0, 1 ha. Đó thì mình sẽ viết dưới dạng, mình sẽ viết cái cơ sở này ra ha. Cơ sở nó sẽ là 1, 1, 2 nè, 2, 3, 5, đây là 3, 5, 7. Đó, và cơ sở của thằng này, mình viết cơ sở của thằng này luôn. Cơ sở này là 1, 1, 0, 0, 1, 0 và 0, 0, 1 ha. Rồi, nó nói là, thì mình đặt cái này là B đi ha. Cái này là B, cái này là A đúng không? Viết x có tọa độ trong cơ sở là cái này, và tìm tọa độ của x trong cơ sở A, thì mình sẽ có là x trong cơ sở A thì nó sẽ bằng là A mũ trừ 1 ha, nhân với B, nó đi theo thứ tự nè, A, A nè, B nè. Đó, và ở đây là B. Đó, đi theo tự nè, A, A, B, B ha. Rồi, mình sẽ dùng máy tính để bấm nó ra.
Đó, thì đây đây nó sẽ là cái tọa độ của x trong cơ sở B ha. Trong cơ sở A ha, thì nó sẽ là 4, âm 6 và 3. Đáp án là câu A. Rồi, câu 14 thì nó nói là ma trận này có hạng bậc 1, thì mình vẫn sẽ đưa nó về bậc thang thôi. Rồi hàng 3 mình sẽ nhân 5 lên ha. Xong rồi lấy hàng 2 trừ xuống nè. Đó, như vậy ở đây nó hỏi là gì? Tìm M để ma trận này có hạng bằng 1. Nhưng mà rõ ràng ở đây á, mình thấy cái ma trận này nó chắc chắn là hạng của nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 rồi. M nó không có liên quan gì ha, mà ở đây ở hạng bằng 1. Thì như vậy là câu này nó sẽ không tồn tại M. Rồi câu 15. Câu 15 á, tìm M để tồn tại ma trận nghịch đảo, ma trận nghịch đảo của A đúng không? Thì mình thấy ma trận A á, nó là tích của hai cái ma trận này. Thì mình sẽ đặt ma trận này là B đi ha. Và ma trận này là C. Đó, ta có A á, thì bằng B nhân với C nè. Thì mình để mà tồn tại cái ma trận A, ma trận khả nghịch đó, thì def của A ha sẽ phải khác không. Đó, mà mình có A bằng B nhân C thì tức là ở đây nó sẽ là def A sẽ bằng def B ha. Nhưng với lại là def C. Nhưng với lại def C. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi tính cái mình sẽ kiểm tra coi cái thằng này def của nó bằng mấy. Rồi, bằng 10 ha, như vậy là thằng DC đã khác không rồi. Rồi, bây giờ thì công việc của mình á là mình phải tìm M cho cái DA này nó khác không. Mình sẽ chọn chọn ngay đây luôn ha. Đó thì DA à DF DF của ma trận B á. Cái này nó sẽ là M nhân với lại trừ 1 mũ 2 cộng 2 ha. Đây là 2 cộng 3. Rồi. Đó. Thì tìm M để tồn tại ma trận nghịch đảo. Thì như vậy là ở đây M sẽ khác không ha. Đó, SB phải khác không? SB phải khác không? Do đó là M nó phải khác không ha. Đáp án mình là câu A. Rồi, tiếp theo thì nó là bài toán ứng dụng. Khảo sát quần thể chục cái, tuổi thọ tối đa là 3 năm. 3 năm đầu tiên 0.6, 2 là 0.5. 0 đến 1 là 3, 1 đến 2 là 5 và 2 đến 3 là 2. Như vậy thì nó sẽ chia thành 3 nhóm ha, 3 nhóm. Và cái dòng đầu tiên của mình á nó sẽ là từ 1 đến 3 tuổi là 3 nè. 5 nè. 2 nè. Dưới là 0.6 0 0 0 0.5 0 ha. Thì câu này nó khá là cơ bản thôi. Như vậy thì ở đây nó kêu là viết ma trận Leslie thì là câu C ha, câu C. Rồi, tìm số lượng chục cái trong độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi sau 3 năm. Như vậy là mình sẽ lấy cái này mũ 3 nè nhân với lại ban đầu là mỗi độ tuổi có 1.000 con đúng không? 1.000. Đó, thì mình sẽ bấm máy tính thôi.
và nó hỏi là trong độ tuổi từ 2 đến 3 ha, 2 đến 3 thì nó sẽ là cái hàng thứ ba của mình. Nó là 3.000 con ha. Đây là câu A. Rồi. Câu 18. Một công ty 3 chi nhánh là 123. Cơ hàng nào cũng được, thời gian là 1 tuần, xác suất mượn người trả xe cho chung bảng ứng với cột 123 là tương ứng chi nhánh 123 rồi. Ok, thì mình sẽ nhìn trên cái ma trận này. Đây là 1 nè. Đây là 2, đây là 3 ha. Rồi. Đây là 1, à, 2, đây là 3. Đây là mô hình Markov ha. Mô hình Markov. Rồi. Người ta hỏi là số 0.6 nó có ý nghĩa gì? Thì ở đây mình thấy nó là cột thứ 3 nè. Và hàng thứ nhất đúng không? Thì nó có nghĩa là mượn ở chi nhánh thứ 3 và trả về chi nhánh thứ nhất ha. Như vậy thì ở đây nó là câu B nè. Đó, mình nhìn nè, nó chạy từ 3 sang 1 nè ha. Thì nó sẽ là mượn xe ở chi nhánh 3 và trả chi nhánh 1. Đó. Rồi. Giả sử ban đầu mỗi chi nhánh có 2.000 xe và tính số lượng xe ở chi nhánh 2 sau 4 tuần. Rồi thì mình sẽ lấy cái ma trận này, mình đem nhân với lại, đây là 2.000 ha, 2.000. Đó, sau 4 tuần thì cái này mũ 4 lên. Rồi thì nó hỏi là xe chi nhánh 2, như vậy là 1447 ha. Đáp án mình là câu A. Rồi, câu 20. Để nó nói là một sở thú có 3 loại xe ABC, mỗi loại xe phải chở khách qua 3 khu vực, chạm 1, 2 và cuối với thời gian như sau. Số giờ chạy tối đa trong một tuần cho mỗi khu vực lần lượt là 121, 230 và M. Tìm giá trị thực M nhỏ nhất để số chuyến xe là số nguyên. Biết M thuộc vào cái đoạn này đúng không? Thì mình ở đây mình có là gì? Đây đối với cái trạm thứ nhất á, thì mình có xe A nè. Xe A đi hết 1 giờ đúng không? Xe B đi hết 2 giờ và xe C là đi hết 2 giờ. Đó thì nó phải bằng là 121 ha. Rồi trạm thứ hai, xe A hết 2 giờ nè, xe B hết 3 giờ và xe C hết 230 giờ ha. Rồi và trạm cuối cùng là A, 4 giờ cộng xe C là 5 giờ để bằng M. Đó thì bây giờ mình sẽ viết nó lại ở dưới dạng ma trận mở rộng ha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đưa nó về dạng bậc thang ha. Rồi, mình sẽ giữ nguyên cái hàng đầu tiên. Hàng số 2 thì sẽ lấy 2 lần 1. Hàng 2 trừ 2 lần hàng 1 ha. Hàng 3 thì sẽ lấy hàng 3
thay hàng 3 bằng hàng 3 trừ hàng 1 nữa. 21. Rồi. Tiếp tục. Lấy hàng 3 trừ đi 2 lần hàng 2 ha, thì mình sẽ có là m trừ đi 145. Ok. Vậy thì mình đã có cái dạng bậc thang của nó rồi đúng không? Và nó hỏi á, là tìm giá trị thực m nhỏ nhất để số chuyến xe là số nguyên. Như vậy thì ở đây mình đưa về lại á, về phương trình á, thì có phải là 3 lần c bằng m trừ 145 không? Đó. Và nó nói là gì? Số nguyên. Như vậy thì mình đưa con 3 này qua đây nè. Đó, và m thuộc cái đoạn này thì mình phải tìm m để cho cái c này nó là số nguyên ha. Tìm m nhỏ nhất thì ở đây, trong đây á, mình sẽ thay vào mình sẽ thay vào, nó sẽ là đây, nó sẽ là m trừ 145 trên 3. Thì mình sẽ thay hai con số đầu với số đuôi này vào ha. Thì mình sẽ có là lớn hơn hoặc bằng 5, nhỏ hơn hoặc bằng 6 ha. Như vậy nó hỏi là giá trị thực m nhỏ nhất thì mình sẽ lấy m bằng, mình sẽ lấy cái này bằng 5 nè. Thì với cái này bằng 5 á thì m nó bằng 160 ha. Rồi, con này đáp án là câu C, 160.